khôn, dại đều tại thân. Sống một mình tuy rất khó, nhưng buộc phải học cách sống một mình, không thể dựa dẫm vào người khác. Tránh khi những người quanh bạn rời bỏ bạn, bạn vẫn có thể sống thật tốt. Không nghe ngóng chuyện riêng của người khác. Về phần việc riêng của bản thân, khi người ta chưa tận mắt nhìn thấy thì không chủ động nói với họ. Cần học cách khoan dung, cho dù có biết rõ ràng ở sau lưng người đó nói bạn không ra gì, cũng phải học cách tươi cười với cả đó trong những trường hợp nhất định. Vẫn là câu nói cũ, lòng hại người không thể có, lòng phòng bị không thể thiếu. Có những việc bản thân mình biết là được rồi, đừng cứ tưởng rằng cả thế giới này chỉ có bạn hiểu, còn người khác không hiểu, đồn hốc, người ta đều biết, chỉ là không nói đó thôi. Đừng quá lạnh nhạt, đừng quá cứng rắn, đừng lúc nào cũng thể hiện mặt tối tăm của mình trước mặt người khác. Tuy là thật, nhưng đời người có lúc phải diễn. Đừng đối xử quá tốt với người không hiểu biết ơn. Những lúc cần oán giận nhất định không được nhẫn nhịn, nếu không người khác cho rằng bạn dễ bắt nạt.